Hôm nay ta sẽ cho các người chơi một trò chơi cực kỳ hấp dẫn. Nhưng trước tiên, các người hãy tập cho ta một bài thi công. Yeah! Bây giờ các người sẽ làm thế nào? Bây giờ các bạn sẽ chơi trò chơi thổi bóng nước nhá. Bây giờ là phần thi thử tài công lực. Đây là của Bảo này. Đây là của Linh Đan. Rồi, bây giờ ba bạn chúng ta đứng dậy nào. Cắm ống vào trong chai và hít thở thật sâu nhá. Hít thở thật sâu và thổi thật mạnh vào trong chai đấy. Bạn nào mà thổi tràn hết nước ở trong chai ra ngoài trước thì bạn đó sẽ chiến thắng và được thưởng một gói bánh kem xốp nha. Cố mạnh lên, cố mạnh lên, các bạn cố lên xem nào. Linh Đan thở mạnh lên. Bảo cố lên, xem ai thổi đầy chậu bóng bóng luôn này. À, thế có Bảo ra nhiều bạn đã Linh Đan nó nhiều quá. Sướng quá. Thổi đi, coi ai nhiều công lực nào. Nãy đã luyện khí công rồi. Wow, Linh Đan thổi nhiều một loạt quá. Wow, nhiều quá. Cô Bảo đang nhiều quá. Linh Đan sắp hết rồi đấy. Bảo cố lên. Linh Đan thổi một vạt bóng bóng đẹp nhất này. Đúng rồi, như này, đúng rồi, đứng trong bão này. Bây giờ đứng này, đứng như này, chống tay vô đây, chống tay vào hông này. Đấy, Linh Đan. Nhanh lên, trời sắp tối rồi, sắp hết rồi. Đây là cái gì nhỉ? Là kem bông à? Phải kem bông không? Giống kem bông không các bạn? Thôi đi. Thôi. Các bạn rút ra, các bạn thổi bong bóng này đi.
bạn ơi, đi